các bạn. Hôm nay nấu ăn cùng Lan xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm bầu ngư xào mướp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Nguyên liệu của chúng ta hôm nay gồm có 200g nấm bầu ngư, 2 trái mướp, 1 ít hành và gia vị gồm có dầu ăn, bột canh và hạt tiêu các bạn. Nấm bầu ngư này nè, các bạn mua về, cái nào lớn các bạn sẽ làm đôi. Các bạn ngâm muối rửa sạch, bắt khô. Và mướp á, mình mua về mình cũng bào vỏ rửa sạch nha các bạn. Mướp á các bạn, mình sắc miếng vừa ăn như vậy. Như vậy đó, khoảng 1cm. Lá các bạn, mình lấy cái đầu hành này á, mình đập đập ra mình đi xào cho nó thơm. Còn cái phần này mình xắt khúc để chút mình nêm. Bây giờ mình tiến hành mình đi xào nấm nha các bạn. Mình cho vào cái chảo một ít dầu ăn. Đợi dầu nóng một xíu mình cho hành vào. Dầu nóng các bạn, mình cho hết đầu hành đập dập vào. Rồi khi đầu hành đã vàng đó các bạn, đã thơm á, mình cho hết nấm vào như vậy rồi. Mình xào. Mình nhỏ dĩa thôi nha các bạn. Rồi mình nêm vào đây á, 1/4 muỗng canh bột canh. Và tiếp theo á, mình cho hết cái mướp này vào nha các bạn. Mướp này xào ra nước cho nên mình không có cần phải cho nước khi mình xào, trong quá trình mình xào nha các bạn. Món nấm bầu ngư xào mướp này các bạn chế biến rất là nhanh, không tốn nhiều thời gian các bạn. Cái phần mướp của mình nó ra nước cho nên khi trong quá trình mình xào mình không có cho nước vào nha các bạn. Khi mình xào mướp được khoảng 5 phút rồi các bạn, bây giờ mướp cũng đã chín rồi. Và bây giờ các bạn nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị nha các bạn. Và mình cho hết cái hành sắc khúc này vào. Mình nêm vào đây một ít tiêu. Mình đảo đều lên. Và mình tắt bếp. Vậy là món nấm bầu ngư xào mướp của mình đã xong. Quý vị và các bạn yêu mến Lan, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.